tưởng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh năm 2023. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2023 đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra, GRDP ước tăng 10,05%, vượt kế hoạch đề ra, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Thu ngân sách đạt trên 33.000 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao. Thu hút đầu tư FDI đạt mức lớn nhất từ trước tới nay, trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhờ cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến vượt bậc, hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp đô thị được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình, dự án quy mô lớn mang tính động lực. Đời sống vật chất tinh thần người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, qua đó tạo được sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại phần thảo luận với sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2023, cũng như ghi nhận đánh giá cao sự quyết tâm cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm với tầm nhìn và tư duy đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, đưa Hưng Yên phát triển vượt bậc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đầy tình cảm và có tính chất gợi mở của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với tỉnh và đội ngũ lãnh đạo đương nhiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đưa Hưng Yên ngày càng phát triển tiến xa hơn nữa. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả toàn diện đột phá của tỉnh trong năm 2023 có sự đóng góp kế thừa phát triển từ thành quả của các thế hệ cán bộ chủ chốt tỉnh đi trước, trong đó đặc biệt là tinh thần, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục được phát huy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin đến các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ về những định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các thế hệ lãnh đạo với bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Chúng ta phát triển kinh tế xã hội dựa trên 4 cái vấn đề lớn. Một là môi trường thể chế, vai trò dẫn dắt của chính quyền, đặc biệt là đầu tư công. Cái thứ hai, phát triển công nghiệp. Và cái thứ ba nữa là chúng ta đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị. Và cái thứ tư nữa là phát huy vai trò ổn định, làm trụ đỡ của khu vực nông nghiệp. Bốn cái thứ ấy là bất di bất dịch trong chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên. Và bốn cái định hướng chiến lược ấy cũng được thể hiện trong cái quy hoạch phát triển của tỉnh trên cái diện tích 930 km² này, với mục tiêu cuối cùng là đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thì cái này ngày hôm nay thì cũng để khẳng định với các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh là đường đi của chúng ta là như thế, và rất mong các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh, các đồng chí cũng quan tâm tuyên truyền đối với người dân về định hướng phát triển của tỉnh như vậy, để bà con nhân dân rồi cán bộ đảng viên ở cơ sở yên lòng về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới đây. Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ luôn mạnh khỏe, tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ, giúp tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh.
nhân kỷ niệm 123 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón Xuân Giáp Thìn 2024. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Tại đền thờ bà Hoàng Thị Loan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương, hội đoàn thể trong tỉnh đã đi thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Thị Hương đã trao 44 suất quà của tỉnh, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng tặng gia đình người có công, người nghèo, người cao tuổi gương mẫu, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng và thôn Hoàng, xã Lạc Đạo. Tại công ty cổ phần Stavian hóa chất ở khu công nghiệp Phú Nội A, đồng chí cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 suất quà tặng đoàn viên công đoàn người lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình và công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm và hạnh phúc. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang tặng 26 suất quà của tỉnh cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần Minh An đóng trên địa bàn xã Tân Tiến. Đồng chí Lê Văn Hưng chúc công ty cổ phần Minh An ngày càng phát triển, tạo thêm việc làm cho nhân dân địa phương, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động. Chúc lãnh đạo cán bộ người lao động trong công ty đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn chiều ngày 1 tháng 2, đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cùng đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đến thăm tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lữ. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai chúc đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Tiên Lữ đón Tết cổ truyền mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi tặng 30 suất quà cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tiên Lữ nhằm giúp đỡ các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trao hỗ trợ, tặng nhiều phần quà cho người lao động với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Giáp Thìn 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phát động phong trào hội viên chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua phát động, các doanh nghiệp đã ủng hộ gần 300 suất quà trị giá 240 triệu đồng. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp đã tổ chức đi thăm, động viên hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Tùy từng hoàn cảnh, mỗi phần quà được tặng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền mặt và quà. Chúc các hộ đón xuân mới vui tươi, đầm ấm và không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt nhằm tái hiện lại không gian và những phong tục tập quán, trò chơi dân gian ngày xuân, giúp khách tham quan được trải nghiệm, hoài niệm về những ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha trong cuộc sống đương đại. Tại buổi khai mạc trưng bày, các đại biểu đã được xem các nghệ nhân, nghệ sĩ trình bày các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát ca trù, chống quân, sầm trèo, thực hiện nghi thức dựng cây nêu ngày Tết, tham quan các gian hàng ẩm thực, nông sản, tranh đồng hồ, thư pháp, không gian Tết trong gia đình tại làng quê, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và trưng bày triển lãm sách báo tạp chí Xuân Giáp Thìn 2024, ảnh tư liệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn thương lái đã đẩy mạnh vận chuyển hoa cây cảnh đến các trung tâm chợ hoa để bán phục vụ khách hàng chơi Tết. Thị trường hoa cây cảnh thời điểm này đã rất sôi động với đa dạng các loại hoa cây cảnh và mức giá khác nhau.
Năm nay các chợ hoa xuân trên địa bàn tỉnh đều có hàng trăm loại hoa với nhiều chủng loại từ bình dân đến cao cấp được bày bán từ rất sớm. Ngoài những loại hoa quen thuộc đặc trưng cho Tết như đào, quất, ly, cúc, lan, đồng tiền, thì trồng hoa Tết năm nay còn có thêm những loại hoa mới, hoa nhập như cảnh tuyết mai, hoa diên vĩ tầm xuân, phi yến, đào vàng, hoa baby. Tôi là có thêm cái loại hoa mới là đào vàng cắm lên ban thờ mang lại vẻ đẹp xuân. Bên cạnh đào quất thì năm nay người dân cũng thịnh hiếu là đào vàng, anh đào và tuyết mai. Năm nay vợ chồng mình đi sắm Tết sớm bởi vì là cả làng có dịp Tết thôi, thì mình muốn là mang không khí Tết về nhà sớm. Nhìn chung là thấy giá cả thì có cao hơn năm ngoái một chút mà hàng thì cây cối rất là đẹp, thấy cũng rất là đẹp. Khảo sát tại các chợ hoa năm nay, giá của các loại hoa không có nhiều biến động so với năm ngoái. Các loại hoa đều giữ giá. Một số loại giảm so với Tết năm ngoái nhưng không đáng kể như hoa cúc, ly. Loại hoa đắt khách nhất vẫn là các loại đào quất và lan hồ điệp. Giá cả dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng một cây đào hay quất. Đối với cây bonsai hay trồng theo dáng, thế đặc biệt có giá cao hơn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng một cây. Lan hồ điệp có giá từ 170.000 đến 250.000 đồng một cành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 282 về việc công nhận 9 xã thuộc các huyện Yên Mỹ, Quế Châu, Kim Động và Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt cuối năm 2023. Theo đó, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt cuối năm 2023 gồm xã Tân Lập, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, xã Việt Hòa, xã Bình Kiều, Hàm Tử, Nhuế Dương, huyện Quế Châu, xã Vũ Xá, Nghĩa Dân, huyện Kim Động, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ. Qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Hưng Yên lên 102 trên 139 xã. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, 9 xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là chương trình trọng tâm thực hiện liên tục và lâu dài. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên luôn chủ động quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của nhân dân và các tổ chức đảng chính quyền trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 30% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng để đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, sự ủng hộ của nhân dân, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn. Vui mừng phấn khởi, đó là cảm nhận của các hộ dân sinh sống hai bên đường DH23 đoạn qua địa bàn xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Bởi sau rất nhiều năm tuyến đường xuống cấp, bụi bẩn, đi lại vận chuyển gặp nhiều khó khăn, thì nay sau gần 1 năm vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công tuyến đường có chiều dài gần 3 km, trải áp phan, có hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, dây cáp ngầm, hệ thống thoát nước hai bên đã hoàn thành. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi và thuận tiện rất nhiều cho tất cả các phương tiện, sạch sẽ, đẹp đẽ, đón xuân vui vẻ, thật là tuyệt vời. Trước đây tuyến đường dân sinh thôn Đại Hạnh chỉ rộng 2,2 m, ô tô chuyên chở hàng hóa không vào được trong khu dân cư, ảnh hưởng rất lớn tới đi lại, sản xuất của bà con. Năm 2023, từ ngân sách địa phương cộng với sự đồng thuận của nhân dân tháo dỡ các công trình, mái che mái vẩy hiến đất, tuyến đường đã được mở rộng từ 3,5 đến 4 mét. Đường đi đến đâu thì kinh tế phát triển đấy, chúng tôi cũng đang vận động là sẽ là hiến đất để làm các cái tuyến tiếp theo, kể cả những cái ngõ xóm mà chưa đủ 3 mét thì sẽ cố gắng làm cho đủ 3 mét để giao thông đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông của tỉnh, của huyện từ năm 2023 đến nay, xã Hoàn Long đã triển khai xây dựng 4 dự án đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với kinh phí hàng chục tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao các tiêu chí và trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào ngày 30 tháng 1 vừa qua. Thời điểm này, thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn và đây cũng là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cho nên các siêu thị bán lẻ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng được chuẩn bị nhiều là bánh kẹo, nước ngọt, bia rượu và các mặt hàng đồ khô, thiết yếu khác.
Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, các siêu thị, cửa hàng bán buôn, bán lẻ cam kết không bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và hoạt động gian lận thương mại. Cửa hàng em cam kết là lấy hàng là rõ này, nguồn gốc xuất xứ này, mà hàng của công ty này, không lấy hàng trôi nổi trên thị trường, hàng đảm bảo chất lượng. Gần Tết rồi thì với cả nói chung là từ trước giờ kinh doanh thì chúng tôi vẫn phải nhập hàng hóa đúng chất lượng, đúng công ty, có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo để phục vụ nhân dân. Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong tháng 1 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra 75 vụ, trong đó xử lý 46 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 390 triệu đồng. Ngoài xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên, lực lượng chức năng còn tịch thu hàng hóa vi phạm chờ xử lý ước tính gần 175 triệu đồng. Hành vi bị phát hiện chủ yếu là vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, không niêm yết giá hàng hóa, buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có đăng ký kinh doanh để phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hiện các đội quản lý thị trường tỉnh đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng trọng điểm dịp Tết như thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa các loại, đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Chúng tôi chỉ đạo các đội là phối hợp với các đơn vị của lực lượng như công an tỉnh và các ngành chức năng là thực hiện cái công tác quản lý địa bàn và phối hợp với các ngành thực hiện cái công tác kiểm tra xử lý tập trung vào các mặt hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết. Đối với bà con nhân dân mà khi mà phát hiện ra các hành vi kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo ngay cho lực lượng quản lý thị trường để lực lượng thị trường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Việc kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhằm ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng tỉnh cũng như các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ không những của cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp mà còn từ phía người tiêu dùng. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 244 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, các quy định về phòng chống cháy nổ, củng cố kiện toàn lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tổ chức kiểm tra rà soát 100% các công trình xây dựng trái phép, xây dựng tạm, tổng hợp kết quả và phân theo từng nhóm vi phạm trước ngày 15 tháng 2 năm 2024. Rà soát kiểm tra đối với loại hình kinh doanh kết hợp với nhà ở, chung cư, nhà trọ, các cơ sở nhà trẻ, trường mầm non, kế hoạch khắc phục tồn tại vi phạm nếu có trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, sẵn sàng cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra. Các huyện, thị xã, thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành trước ngày 15 tháng 2, tổng hợp kết quả thanh tra trước ngày 23 tháng 2. Cùng với đó, duy trì hoạt động các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.